Xin chào các bạn. Trong vòng một thập kỷ qua, ngành công nghiệp ô tô đang dần chuyển mình sang điện khí hóa. Hàng loạt những thương hiệu lớn nhỏ và lâu đời trong ngành công nghiệp đều đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển xe điện. Ban đầu thì xe điện tưởng chừng như là một khái niệm khá xa lạ đối với người Việt của chúng ta. Tuy nhiên giờ đây, sự có mặt của Porsche Taycan hay sắp tới là VinFast VF E34, chúng ta đã nhìn thấy một tương lai rất gần của xe điện. Đây cũng có lẽ là thời điểm hợp lý nhất để chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem loại xe này hoạt động như thế nào và có ưu nhược điểm gì so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Nghe có vẻ là cái gì đó rất tương lai. Tuy nhiên, xe điện thực sự đã có một lịch sử phát triển dài hơi hơn so với những gì mà chúng ta thường nghĩ. Năm 1834, giáo sư Sybrandus Stettin ở thành phố Groningen, Hà Lan và người trợ lý là Christopher Becker đã tạo ra một chiếc ô tô điện kích thước nhỏ được cung cấp năng lượng bởi các xe pin không có khả năng sạc lại. William Morrison đến từ Iowa của Mỹ đã chế tạo thành công chiếc ô tô điện đầu tiên vào năm 1891. Đến năm 1897 thì hầu hết xe taxi ở New York đều chạy bằng điện. Bây giờ, trước khi tìm hiểu cách thức hoạt động của xe điện, có lẽ chúng ta nên biết sơ về cách hoạt động của pin theo cách đơn giản nhất. Cũng giống như bất kỳ dạng năng lượng nào khác, điện không phải là thứ mà bạn có thể tạo ra. Những việc bạn nghĩ là mình đang làm để tạo ra dòng điện về bản chất chính là bạn đang cố chuyển một dạng năng lượng khác thành điện năng. Và đối với pin thì bạn đã sử dụng các phản ứng hóa học để tạo ra điện năng. Một viên pin sẽ có 3 thành phần chính, bao gồm hai cực, một cực âm, một cực dương, và nó được cấu tạo từ các chất hóa học khác nhau, thường là kim loại. Ngăn cách hai cực này chính là chất điện phân. Ba thành phần này có khả năng tạo ra phản ứng hóa học và vì lẽ đó cực âm sẽ tạo ra một lượng electron dư thừa. Điều này tạo ra sự khác biệt về điện giữa cực dương và cực âm. Cái electron này luôn có xu hướng muốn tự sắp xếp lại và dịch chuyển về phía cực dương để cân bằng điện tích. Thế nhưng chất điện phân không cho chúng thực hiện điều đó. Khi tạo ra một mạch kính thì bạn sẽ cho phép các electron di chuyển từ cực âm sang cực dương và từ đó tạo ra dòng điện. Từ lúc nắm được cái nguyên lý cơ bản này cho tới lúc pin được cải tiến đủ tốt để có thể sử dụng cho xe điện là một quá trình tương đối dài. Nhưng đến hiện tại, chúng ta đang ở thời điểm thích hợp để ứng dụng những thành tựu đó. Pin được sử dụng trong hầu hết xe hybrid và xe thuần điện ngày nay trông như thế này. Nó được làm từ lớp vỏ kim loại, bên trong bao gồm 3 thành phần được ép lại với nhau. Chúng được ngâm trong dung môi hữu cơ, thường là ether, đóng vai trò như chất điện phân. Tấm phân cách nằm giữa rất mỏng, được đục hàng loạt các lỗ với kích thước siêu bé và được làm từ nhựa. Cực dương của pin được làm từ lithium cobalt oxide và cực âm thì làm từ carbon. Khi sạc pin thì ion lithium sẽ di chuyển qua chất điện phân từ cực dương đến cực âm và gắn vào carbon. Trong quá trình xả điện thì ion lithium di chuyển ngược lại từ carbon đến lithium cobalt oxide. Nguyên tắc này tương tự như bất kỳ loại pin nào khác, nhưng bởi vì có thể lưu trữ nhiều năng lượng điện dưới dạng năng lượng hóa học, thế nên là pin lithium-ion giúp cho xe điện trở thành thứ khả thi hơn. Điều tuyệt vời khác của pin lithium-ion là nó có thể được sạc đi sạc lại rất nhiều lần. Mỗi một xe pin bên trong bộ pin của xe điện Tesla có hiệu điện thế 4,2V và có thể cung cấp dòng điện lên tới 30A. Điều này có nghĩa là gì? Hãy hình dung dòng điện cũng giống như dòng nước và tưởng tượng chúng ta đang chứa nó trong một cái hồ. Đây là một cái hồ chứa của một cái đập thủy điện. Lượng nước nằm ở phía sau cũng giống như điện áp của pin được lưu trữ ở đó. Nếu chúng ta dẫn một ít nước thoát ra ngoài khỏi đập, chúng ta có thể tính toán được tốc độ dòng chảy. Bên trong pin, tốc độ dòng chảy chính là cường độ dòng điện. Thông số ampe của pin cho biết tốc độ mà năng lượng thoát ra khỏi nó. Nếu như chúng ta đổ thêm nước vào đập, tốc độ dòng chảy vẫn có thể sẽ bị giới hạn. Vì vậy, điện áp lớn hơn có thể bị giới hạn bởi cường độ dòng điện. Ngoài ra, nếu cứ tìm cách tăng lưu lượng mà không sạc vào, năng lượng sẽ hết trước khi đáp ứng nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nếu chúng ta nối các xe pin lại với nhau, chúng ta có thể tăng được điện áp, mức năng lượng được lưu trữ hoặc là tăng cường độ dòng điện hoặc cả hai. Nếu pin được mắc nối tiếp, chúng ta sẽ tăng gấp đôi điện áp trong khi vẫn giữ nguyên cường độ dòng điện. Nếu nối song song pin với nhau, chúng ta tăng gấp đôi cường độ và giữ nguyên điện áp. 7104 xe pin bên trong chiếc Tesla vừa được mắc song song lại vừa được mắc nối tiếp với hơn 16 module nhằm tăng cường độ dòng điện lên tới 1500A và điện áp ở mức 400V. Nhưng năng lượng này sẽ hoạt động thế nào? Quay trở lại giai đoạn vào đầu những năm 1800 khi mà các kỹ sư vẫn còn đang loay hoay với điện năng. Không lâu sau đó thì người ta nhận ra rằng nếu tạo ra các cuộn dây và cho dòng điện chạy qua nó thì chúng sẽ tạo ra từ trường. Nếu bạn đã từng cố gắng cầm hai đầu cùng cực của 500 để áp lại gần với nhau, bạn sẽ cảm nhận được có một lực vô hình đẩy chúng ra. Đó là lực tạo thành bởi từ trường và động cơ điện sử dụng lực này để tạo ra chuyển động. Tesla Model S sử dụng một động cơ gọi là động cơ cảm ứng điện từ, thứ lần đầu tiên được phát minh bởi Nikola Tesla khoảng 100 năm trước. Động cơ này được cấu tạo từ hai thành phần, phần đứng yên gọi là stator, bao bọc bên ngoài và một phần chuyển động bên trong gọi là rotor. Rotor được cấu thành từ một loạt các cái thanh dẫn được gắn mạch ở hai đầu. Khi cho một dòng điện xoay chiều 3 pha đi qua stator, nó sẽ tạo ra một từ trường quay.
Từ đường này móc vòng qua rotor và gây điện áp cảm ứng lên các thanh dẫn của rotor. Tương tự như việc 500 có thể đẩy nhau và hút nhau để tạo thành chuyển động thì từ trường quay của stator cũng làm cho rotor chuyển động. Tốc độ của rotor sẽ được xác định bởi tần số của dòng điện xoay chiều đi qua stator. Khi bạn đạp ga, điều mà bạn đang thực sự làm đó chính là gia tăng tần số của dòng điện. Một biến tần sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi dòng điện một chiều từ pin sang điện xoay chiều nhằm vận hành động cơ. Nó được đặt nằm ngay bên trong động cơ và có thể xác định được tần số của dòng điện, tốc độ của rotor và biên độ của dòng điện, thứ tác động đến sức mạnh đầu ra của rotor. Ngoài những chuyển động tạo ra bởi cảm ứng điện từ, không có sự tiếp xúc nào giữa rotor và stator, vì vậy chúng rất khó bị hao mòn. Và không giống như một động cơ thông thường chỉ đạt được một cái mức moment xoắn tối đa khi phải chạy tới một dải vòng tua nhất định, thường không quá 8.000 vòng trên phút, thì động cơ trên xe Tesla có vòng tua tối đa lên tới 18.000 vòng trên phút. Do đó nó không cần được trang bị còn chuyển số hay là một bộ chuyển đổi moment xoắn. Và không giống như các loại động cơ đốt trong vốn cần chuyển động qua lại lên xuống để các piston tạo ra chuyển động quay, thì động cơ cảm ứng tạo ra chuyển động quay một cách trực tiếp để truyền đến các bánh xe. Một khối động cơ đốt trong truyền thống có thể nặng tới 272 kg, trong khi đó động cơ trên Tesla Model S với công suất tối đa lên tới 362 mã lực, nặng chỉ khoảng 32 kg. Thứ chiếm nhiều trọng lượng nhất đối với Model S và xe điện nói chung đó chính là pin, và cân nặng có thể lên tới 544 kg. Mặc dù vậy, moment xoắn cực đại lên tới 600 Nm giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong vòng 4,2 giây. Tesla cho biết mối quan tâm lớn nhất của họ đối với hệ truyền động của xe đó chính là vấn đề nhiệt. Hầu hết các thành phần từ động cơ, bộ biến tần và pin đều được làm mát bằng chất lỏng để giữ cho chúng không quá nóng khi vận hành. Có một điều khác biệt đó là động cơ cảm ứng khi không tạo ra chuyển động cho các bánh xe, nó có thể được quay lại bởi chính các bánh xe này và biến nó trở thành một máy phát điện để sạc lại cho pin lithium ion. Do đó, càng có nhiều động cơ, bạn nhận lại nhiều sức mạnh hơn và khoảng sạc lại cho pin cũng nhiều hơn khi xe lăn bánh hoặc phanh lại. Tới đây chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu được phần nào cách vận hành của một chiếc xe điện. Vậy liệu loại xe này có thật sự thân thiện với môi trường? Câu trả lời sẽ có trong kỳ sau của series nói về xe điện này nhé. Nếu anh em thấy video này hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Xe Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí, ở đây trên mạng xã hội tinh tế.vn.